Hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh, tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đạc già la thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức là bồ đạc già la thanh tịnh. Vì sao? Vì bồ đạc già la thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đạc già la thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh. Hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh tức là bồ đạc già la thanh tịnh. Vì sao? Vì bồ đạc già la thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với vô minh thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh. Hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao?